Rồi nghe tiếng nó la rồi hả? La con chó hả? Đây nè, đi vào đường nào dễ đi ca thầy ơi. Ủa em làm gì đó hả? Giỡn hả? Ủa hai vợ chồng giỡn hả? Ồ, đang kể chuyện đó hả? Dạ, anh Thành đang làm nữa đó. Hello anh. Hello anh Thành. Ủa, vậy hả? Đi không được rồi. Ủa, cái đây bước vô trong được, dễ không vậy? Được, đi vòng hả? Ờ. Đó, đi đường này nè, đi vòng qua. Đường nào? Ờ, ok. Ủa, rồi cái chỗ ngủ ở đâu? Ồ, che ra đây rồi hả? Ừ. Dạ, chỗ ngủ trong đây nữa. Trời ơi, cái kìa, bữa nay nó bự vậy hả? Ừ. Ê, bữa hổm lúc bị nạt đem về ba lớn đây phải không ta? Đó, đó. Cả, lớn hơn Bi Nạch lúc đem về lớn hơn con này một chút, 3-4 tháng Bi Nạch, 3-4 tháng rồi. Ờ. Con này mới 2 tháng à. Ờ đúng rồi, Bi Nạch lớn hơn. Ok, đi qua kia, đi vô cửa. Đi vô cửa. Nè, nè, đi ơi. Ra mày lại chỗ mày, đi lại chỗ mày đi, đi ra đây nè ca thầy. Dạ. Ra đây có người ta gửi đồ cho em nè. Dạ. À, ra ngồi đi. Dạ. Có cái gì ngồi không? Ờ, ngồi đi. Ê, chạy đâu vậy mày con? Ủa, đốt lửa để làm gì ạ? Đốt nướng cái pizza. Ồ, có pizza ăn hả? Dạ. Mua ở 7-Eleven hả? Dạ. Đưa cái sleeping bag vô cái anh Hùng. Nãy Phi mới cho cái gì cho chị ăn ngồi á. Ờ, dạ. Lấy cái ghế nhỏ. Nè, cầm cái này đi, rồi hằng nói có một chị gửi cho ca thi. Ờ, dạ. Đi vô, lì lì. Trời, bị đánh. Lì hả mày? Nó lì trời ơi luôn á. Thế hả? Lì lắm, nó lì hơn Bi Nạch nữa. Ờ, trời ơi, Bi Nạch giờ thôi làm bà rồi. Bi Nạch giờ thôi chứ làm bà rồi. Bự rồi hả? Bự lắm. Ê nè, có một cái chị này. Dạ. Chị tên là, để coi. Đi vô, mày, đi đi. Đất ơi, nó thấy có người tới nó vui. Kể nó đi. Mừng lắm. Kể nó đi, chơi nó chơi vòng vòng đi. Mừng lắm. Chị tên là Thanh Hằng Thi Đậm. Dạ. Chị ở như tiểu bang nào đó chị cũng không có nhớ nữa. Nhưng mà chị gửi cho ca thì cái sleeping bag. Dạ. Nè, đỡ qua mặt trong cái thùng. Dạ. Nãy chị mới khui thùng ra chị cầm cho nó dễ. Với chị cho cả thiện 150. Ừ, dạ cảm ơn chị. Ờ, cái đó em coi cái 150 đi đó vô, rồi đó. Em nghe. Tao kêu mày đi vô tổng, đi vô. Cãi nó đi, chị không lo, cãi nó. Lì hả mày, đi vô. Đừng đánh tao nghe em. Dạ. Dạ. Đánh vậy nó không vui nữa. Ờ, cảm ơn chị, cho chắc chị tên là Thanh Hằng á. Dạ, chị Thanh Hằng. Dạ. À. Cảm ơn chị. Ờ. Dạ. Dạ. Rồi chị cho em 150 với lại cái sleeping bag. Dạ ha. Dạ. À. Dạ cảm ơn chị nhiều. À, tùy theo thì bây giờ mỗi người khán giả người ta coi, khi người ta thấy có cảm xúc với ai thì dạ. Người ta thương thì người ta cho. Mặc dù chị cũng biết là em cũng được giúp đỡ qua một lần rồi. Dạ. Nhưng mà thì con đường của mấy anh chị em chọn thôi thì Hằng thì làm những chương trình này. Dạ. Rồi khi người ta thương, người ta có cảm xúc với ai thì người ta gửi thì Hằng chỉ đi trao giùm thôi. Dạ, dạ, dạ. Cảm ơn chị nhiều. À. Dạ. Dạ, cái sleeping bag này ấm lắm ạ. À. Dạ, dạ, cái ở này trong, để trải mình dây, đang thiếu cái trải mình nằm á. Dạ. À. Trải nằm á. Dạ. Ừ. Em cảm ơn chị nhiều nha. À, mưa quá trời quá đất mưa. Ờ, à, mưa xình đất. Ủa sao đốt không cháy gì trơn vậy? Bụi nó ướt hết. Bụi ướt, ướt. Ừ. Đem mới làm lại xong rồi chứ à. Mới vừa làm xong rồi chứ à. Mưa em quá trời mưa em giờ luôn chảy giờ ơ cái đó bật cái đèn lên coi thấy không cái chảy rồi coi trời ơi sình đất không mà giờ tới ngoài kia là nghe hai người giỡn này hả giỡn cười hả sốt đâu đang kể chuyện là lúc cái nhà cái chòi cũ dưới này nè à. Trời ơi chế cái xăng vô cái nhúm lửa vừa chế vô cái thùng xăng mà ông đậu đi lụm về á tưởng đâu thùng nhớt à đổ vô nó đâu phật ai ngờ trong đó là xăng không mà nó phật một cái một cái phật cái cháy chùm lắm hết luôn anh nói tôi chết mẹ rồi. nó be quá nó nhảy vô trong lều anh nói được anh phải nhảy qua bên lửa anh ẩm nó ra ẩm nó giục ra ngoài rồi xong chui mới chở vô ẩm con chó nữa trời đã trời ơi ngồi kể lại thắt cười à, một túp liều chanh hai quả tiên trì ủa tại sao không có đèn bật lên ấy anh em đèn bự đó em
đèn pin à. Không có đèn ở trên nữa. Không. Cái đèn phone nào dư không thằng ơi? Phone dư hả? Đâu có. Phone dư ở đâu có vậy cha? Phone toàn là phone không có hư không có xài được. Phone nào mà sao ông không đi xin Obama phone? Thôi anh không xin đâu. Tại sao? Mất công á. Mất công gì? Tại vì ông không dám đi lên mấy chỗ mục, mấy chỗ văn phòng gì. Không dám. Ê tháng 3 ông có cái hẹn tò gì đó ông đi chưa? Chưa tới mà, tháng 3 cuối tháng lận. Thì đi tòa rồi sao hết đây rồi, tại sao không đi lên trên đó xin tiền cho anh này tiền kia? Thì đó anh tính là đi tòa xong rồi mới lên xin. Ô, được. Chị biết sao không? Em có cái ticket em phải trả 400+. Ờ ticket gì? Ticket tòa. Ờ trời, sao em không đi tòa, em kiếp tòa. Nó cũng đi luôn mà. Dạ mà nó send em cái giấy là trả 400+. Ờ vậy đó hả? Thì mình không có trả thì quề cả làng chứ sao vậy? Tại vì mình kiếp tòa, cái đó em kiếp tòa đó, em phải đi. Em có không, cái đó em không biết. Tại vì bữa em bị cái trespassing ticket ở đây nè. Ồ mà không phải skip tòa. Cái đó em đậu xe hả? Không, nó cái đó nó gửi thẳng cho em. Nó nói là bây giờ trả 400+. Đi vô đi. Đúng như cái ticket đó. Nó em được. Xong cái tự nhiên nó gửi cho em cái giấy. Rồi nó nói là em phải trả 400+. Cho nên em nghĩ nếu mà có gì em trả 400+ thôi phải. Đâu có, bây giờ em phải đi lên em xin. Em nói tao là homeless. Nhưng em phải lên xin nè. Em phải lên chúng cái chỗ nào mà gửi cái giấy về cho em để phạt tiền á. Dạ. Thì em phải đi lên đó em nói. Dạ. Chứ mình đừng đến thân. Anh ơi đừng có cánh. Tại vì á, mình nói là mình là homeless, mình đâu có tiền đâu. Dạ. Dạ. Thì người ta miễn cho mình thì hay đó, là đó, hay đó, là người ta bắt cái gì đó ơi. Nói mình không lép anh ơi, nó quậy quá này nè. Mày đi chợ tẩm mày nằm chưa mày? Quá trời luôn. À. Đực hả cái đực hả? Đực. Vậy về chỗ mày nằm chưa? Về chỗ đi, về chỗ nằm lì hả mày? Cưng chết. Ủa chỗ đâu? Chỗ của nó đó hả? Khô không vậy trời? Khô chứ, cái mền nguyên cái mền mình nước cho nó khô ra. Vậy hả? Ừ. Kêu đi về chỗ của nó là chỗ đó thiệt luôn hả? Cái gì thương dữ vậy trời? Ủa cái chỗ của con ở đó nè hả? Giống bị nạt một lần đó trời. Ông kêu ông kêu nó đi về chỗ kia ngồi nằm đó, đi về chỗ kia nằm. Còn nó giờ ở nhà đâu có ai đánh, nó đâu có sợ ai đâu. Con bị nạt đó. Trời ơi thằng này nó lì thôi. Bị nạt ở nhà nó không sợ ai đâu. Một lát cái gì anh đi đâu công chuyện rồi ở nhà nó hai mẹ con. Con bị nạt là chỉ có sợ hằng thôi. Ngoài ra nó nhà nó không sợ ai chứ. Nó lì trời đất lắm mà. Trời thằng này lì còn hơn bị nạt nữa. Vậy hả? Coi kìa. U là trời đang nhảy lóc chóc lao chao kêu đi về chỗ của nó đi lại đó đó hả? Chỗ của con đó hả? Chỗ con ở đó đó hả? Vì thương dữ gì trời. Cái mặt kìa, tôi thấy chó là tôi rụng tim. Trời đất ơi. Đâu chảy rồi coi, ấm lắm hả? Ở bên trong hình như là nó giống như có một clip. Có cái nệm. Có cái nệm phải không? Dạ, đúng cái rồi, cái này nó có cái nệm, ấm lắm. Dạ. Clip bên bác qua mạc mà. Ừ, người ta order qua mạc gửi về đó. Mới tin á. Rồi chị nói là chị còn order cho em một cái liều bằng sắt nó bự gì nữa đó không biết. Phải không? Chị nói vậy á. Dạ. Anh còn một cái liều 10 người mà anh chưa dịnh nữa kìa. Ủa cái đâu có? Cái liều bằng sắt hả? Dạ. Cái liều bự á, chị nói thì cái liều bự. Liều đó. Mà nó có cây sẵn dính. Ờ, có cây sẵn á. Ồ, dạ, dạ, cảm ơn chị. Dạ. Dạ, cái này chảy ra rồi, cái này tiền này là ngày mai là đi chợ mua cơm. Cái này ấm. Đủ thứ cho nó khỏi tại trời mưa. Đúng rồi, có tiền rồi đó, đi mua đồ ăn rồi đi. Dạ. Đi về chỗ mày nằm. Lì với mày. Nó chạy theo đâu. Quên nó chạy theo xong rồi, ổng kêu dạy chỗ. Ôi trời ơi, nó nghe tiếng ổng la chắc quánh nhỏ chết lên chết xuống mấy kiểu này nè. Có quánh không? Đánh chứ. Mà đánh không có đánh nhiều đâu. Đúng rồi, đánh cái đít giả giả, bạch bạch cái đít được rồi. Trời ơi, giả nó không, thấy hồi nãy em thấy giả nó bạch bạch mà đâu ăn thua gì đâu. Nó lì lắm. Giả mình bạch dưới nó cũng vậy rồi, buông ra cũng chạy theo. Dòm này nha, im thử thì im nó chạy qua cho coi nha. Kìa giờ cặp mắt nó đang dòm nè. Nó dòm mà nó liếc liếc. Nó dòm liếc liếc. Anh mà không để ý là nó chạy vô liền. Nó lơ là nó chạy qua đó. Dạ cái này ổn. Cái liều ở trong này thì nhỏ nè. Dạ. Cái liều trong nó thấp. Dạ. Thì mai mốt có cái liều bự thì mình dựng bự lên chứ. Trời nước này nó xuống hết rồi chứ. Hay còn nước nó còn lên xuống hoài chưa dám dựng. Ủa cái này lấy cây chơi rồi ấy tạm lên. Dạ. Tạm lên chứ không dựng cái liều này không thì nó quá nhỏ đi. Thành ra mới nối thêm ra ngoài này. Đúng rồi. Cho nó rộng. Mấy bước trước là lúc mà gấp á là chỉ có cái tháp ngang vậy thôi. Rồi cứ chui vô chui ra vậy đó.
lúc này không có ghẻ nữa ha. Ghẻ hết rồi. Ổ hả? Lúc trước ghẻ như vậy bây giờ láng do chân ha. Dạ hết rồi. Tại lúc mới xuống đây là đâu quen đâu cho nên dạ. Cho nên giờ bắt đầu quen ở dưới đây rồi. Yeah. Quen dưới đây là ở dưới đây luôn gì đó trời. Kiếm đường đi lên đó chứ. Dạ. Đi lên gì nữa, đi lên, đường đi đâu. Hả? Đường đi là anh phải tự gắng anh kéo lên chứ đừng có cái chiếc xe không chịu ở. Bởi vì bây giờ anh chờ đi tò này xong coi về cho nó còn lia cái hả? Nó phải nô theo cái mới được. Lúc đó là đi kiếm việc làm rồi. Thôi ở đây chi thì cái gì dính dắt nữa. Ở ngoài mệt hết, mình mới đi lấy bằng lái phải không? Lên bờ ở đi làm. Dạ, em cũng muốn đi làm là em định lúc mà everything ok có nhà rồi là xin vô cái chỗ văn phòng hồi xưa em làm. Em xin housing được chưa? Anh mà lên bờ chưa, nó làm không nhiều lắm chứ. Em có xin không? Em có làm thử em có plan. Làm thử rồi mà em nghĩ maybe lúc trước em làm nhiều tiền quá sao em không biết. Tới lúc trước hồi xưa là bao nhiêu năm mà em không có đi làm? Em lâu lại khoảng lâu rồi đó. Lâu rồi không có đi làm đâu có tính đâu. Cái chuyện hồi xưa lâu vậy mới có 6 7 năm mà lâu. Thì đó thì coi như 6 7 năm mà là mình đã bắt đầu 1 năm 2 năm mình đã mất trắng việc làm, mình không có làm rồi mình đã. Dạ. Thì em ghi là mình là homeless á. Dạ. Nè nè, bị đánh nữa kìa. Đi về kìa. Chỗ này chưa? Kìa. Ơi, đi về. Kìa, chết rồi. Đó, mẹ đó, lắm. Thấy chưa? Chết rồi. Đó. Leo lên đó này. Đó, phá đi. Nằm đó tao. Thấy im im cái. Thấy im cái mà bò ra. Không ai nói tới nó cái nó bò ra mà nó nhào lên nó chụp cái cây của tôi mới chết chứ. Nè nó nhào nó chụp cái cây quay phim nè. Phá ôi phá nha. Dây chặt con là nó cắn không còn thở nào luôn. Nên nó thấy quay phim nó rồi quay phim luôn. Cưng quá ha, giống như đứa con nít gì trời. Không giả ăn. Tối nó ngủ mình nó là nó nằm hết mẹ nó nguyên cái liều luôn vậy. Trời ơi, cưng chết đi rồi. Tối là nó chạy vô giữa nó nằm mà. Nó nằm nó đạp em ra một bên rồi nó đạp em ra một bên. Mình nó dành nguyên cái liều vậy. Mẹ nó chạy vô trong luôn. Ủa ca thì ở đây vậy thỉnh thoảng đi tắm không ca thì? Có mà đợi em lấy nước tắm. Ủa sao không về mẹ tắm? Cái chỗ đó nó không có cho không cho vô hả? Nhà. Vậy bên nhà thờ bên đây nè. Em cũng không biết. Tại vì dưới này nấu nước tắm thôi. Nhà thờ bên đó thấy anh Thành. Biết, ở bên đó ông Tiến hôm qua đó không tắm không á? Dạ. Ở đây mình nấu nước mình tắm cũng còn thoải mái hơn bên đó nữa. Ở đây chỗ nào tắm tôi thấy có che chỗ nào ngồi trời tắm được. Trời ơi, ý gì? Muốn tắm là dễ, không gì khó đó. Đó thì bây giờ trong này tôi là bỏ cái màn này xuống là tha hồ tắm rồi. Ở ngoài này hả? Đây nè. Chỗ này ngồi tắm đây. Tha hồ tắm. Tắm xong mình dẹp cái chỗ đó thôi chứ đâu có gì đâu. Bởi vì mình tạm thời nó vậy mà. Dựng cái liều bự lên thì nó khác. Phải làm cái bedroom rồi này cái nọ. Anh ơi. Bởi anh mới làm cái chỗ này nè, để đi ra cho nó rộng rãi chút nè. Nè, đi ra nè. Rồi chạy ra ngoài. Đi ra ngoài. Ngoài cái này là chạy là ấm lắm. Ấm rồi, cái đó chạy cái là giờ ấm hiểm luôn. Ở trong có lớp nệm hả? Lớp dưới kìa đó em dở lớp dưới chị có coi. Cái nệm đây nè, nệm nè. Không không, ý chị nói cái miếng sleep bag nè, cái túi nè. Sleep bag no. Nó vậy thôi hả? Nó có cotton. Mình nằm mình quấn vậy thôi chứ mình không có phải là mình mở cái túi này mình chung vô được hả? Mình mở túi mình chung vô được đây nè. Mà mở chạy dài cái này ấm lắm á. Dạ. Nhưng mà hình như thấy cũng không có lạnh lắm ha. Ở trong đây gì nè, không có gió lật vô. Mà tối lạnh lắm. Tối lạnh lắm hả? Tối lạnh lắm nha. Bây giờ ban ngày giờ này thì nó cũng không có lạnh nè. Xong thanh tối là chịu không nổi luôn, cái hai cái tay nó cứng lên luôn. Vậy hả? Dạ. Rồi đốt lửa. Dạ, đốt lửa luôn. Ngày pizza đó mua ở đâu? Nó cho. Trời ơi, thấp quá, cà chung xuống. Vậy thôi người ta làm cao chút á anh Thành. Không có cây, chỉ có cây thì nói gì nữa. Đó, ngày qua thấy cái cây này đây mà còn phải nối thêm khúc rồi thấy không? Cho nó mới lên được cao chứ đâu có cây đâu. Nó thấp chuẩn. Mà mình không dám cắt mấy cái cây rừng. Cắt cây rừng nó phạt mình chết à. Chết à. Ngã nó sập đâu thêm ấy chứ. Xuống lấy mấy cây dưới trời cũ dưới kia đem lên thì làm đỡ. Cả buổi rồi mới cháy hả? Chưa cháy ấy nữa. Củi nó ướt quá ướt rồi. Nó mưa quá, mưa suốt đêm luôn. Mưa mà. Mấy bữa nay mưa quá trời mà. Vậy mà leo vậy chứ không dột cũng đỡ. Vậy mà nước không vô? Không có nước nồi gì hết á. Cái lửa nó có nhúm được không anh? Nó chưa chịu cháy nữa nè. Chưa chịu cháy.
Định để đổ xăng luôn nữa nó phật. Ít thôi, đổ ít thôi. Bữa nó phật. Vậy hả? Trời phật mà em bị cháy hết rồi. Nó bị bỏng luôn á. Nó sợ quá nó nhảy cho được. Em nó bị bỏng. Nó nhảy ngược trở vô trong lều, anh nói cho chết mẹ không được thì anh ở ngoài lửa, anh ngoài đầu ngoài nè, anh nhảy vô. Em không nhảy vô anh ẵm nó. Nhảy mà tại nó phật mạnh quá nó cứ hơi mạnh. Đẩy em lại. Nó đẩy. Anh nhảy vô anh ẵm nó rồi xong anh chạy ra thì cái cửa đang lóc mà anh đạp vừa ẵm nó trên người mà vừa đạp cái cửa luôn. Đạp bung cái cửa ra. Nhà bên đó đó. Bà bung cái cửa luôn xong rồi đẹp đem nó ra ngoài rồi mới chạy chở vô kiếm chó ác không là ăn cân chó nhỏ con chó bị mất vừa rồi đó là bày trước của con này nè đó. Mình cứu người trước rồi mới tới cứu chó sau chứ cái mẹ mua 7-Eleven. Ủa củi sao nướng là nó hơi khó chết. Đâu nướng cho nó để đốt cho nó cháy thành than hết á. Cho nó ra than rồi bắt đầu mới nướng được. Chứ còn nó chưa có than là không có nướng được. Vậy lúc nắng cái người ta bẻ bẻ mấy nhánh khô người ta đem vô trong đây đó, chứ. Đó mấy cái cây mà anh cưa cây, nguyên cái gốc bự đó là coi như là nắng khô lên là bắt đầu khiến từng khúc gì đó đem vô trộm thôi. Đúng rồi. Nó khô mình trộm nó dễ. Sáng giờ đào ban bớt tại vì xì đì nó xuống đây nó nói là nếu mà nó xuống mà nó kiểm tra nữa mà nó thấy dơ là nó tiếc mình nào luôn á. Không cho rồi. Mình ở nữa ở thấy đâu phải sạch cho nên bởi vì anh phải liên sạch hết mà từ ngoài đó vô đây luôn á. Tức là từ nó xuống thì nó lụm rác nguyên cái đống rác vô đó là lắp lại hết rồi á. Ở thấy đâu phải sạch thế đâu lắp hết nguyên đống rác đó luôn chứ nó dọn rác hoài nó không cho mình ở. Đúng rồi trái khỉ vậy trái không nổi vậy chứ chút cháy à nó nói khô khô nóng khô khiến cháy à chỉ cần nó bắt được 1-2 cây thôi là nó cháy à vô nhà chưa mày hả vô chưa vô rồi vô ở trong kìa nó chạy vô cái đầu chỗ đó của nó đó đi vô đi ra đó tối ngủ thức dậy chi đi đáy gì là chạy chui ra nó đi đáy đó Nam Anh Hà Miêu nó tên gì Miêu sữa hả tại nó thích uống sữa đặt nó tên Miêu luôn nó thấy sữa nó mừng lắm vậy hả wow anh lấy về một lần ra thư viện lấy sữa cho đâu nó. Anh lấy về một lần là 5 ga lông vậy đó đem về mình cho nó uống mình nó uống uống này uống đã thôi cứ nó ngủ mở mắt ra là thức dậy là nó lại cái chỗ sữa của nó là nó uống uống xong rồi đầu đi đái xong nhảy lên ngủ thức dậy là nhảy xuống đó uống trước Miêu nè anh Thành có quen với anh này không có gặp ảnh 1-2 lần thôi có gặp ở đây 1-2 lần ở gặp đây nè chứ chưa có gặp ở cũng bờ. Con lai kìa chưa có gặp trên bờ gặp suối rồi không? Gặp suối không? Em của anh Bình phải rồi đóng Bình hả chưa mấy anh chưa thấy đám tang anh Bình mà hả sao chưa đâu có Hằng có quay phim mà có quay phim hả coi là cũng không muốn coi lại làm gì nữa thấy chán thêm đi vô trong kia nằm đi vô chỗ mày á kìa đi vô trong kia rồi đi dầm lưng kia lẹ lên đi dầm lưng kia vô ôi là trời chui vô đó nằm đó đâu thấy không chó tội nghiệp phong chủ hôm lết chó cũng đi theo vậy ha bởi vì con chó là trung thành nhất đó con chó là một con trung thành nhất đó nó đâu có khe chủ nó nghèo hay giàu nó đều theo nó không có khe đâu nó đều theo vậy đó trời ơi con rít ăn bằng chó mà bị mà tụi animal control nó bắt á trời con đó nó mới thương anh nhậu xỉn mà anh nằm ngoài đường cái gì là nó nằm đó nó để cái đầu nó trên cái bụng á là nó nằm nó ngủ tới 10 giờ sáng luôn ngủ tới giờ nào anh thức là nó mới thức nó không có ngủ nó nằm đó không có ai lại gần được đó 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 nó khôn trời ơi luôn mấy ngày animal control nó bắt nó bắt mấy ngày rồi anh mới biết tại thấy nó đi chứ mà 2-3 ngày không thấy nó về nó hỏi thăm người ta thì tao nói rồi bị nên mồm trô nó bắt mẹ thôi rồi tiền đó mình chuộc mình không có tiền chuộc thôi không đi đó. Lên mình nói mình homeless á nó là lần đầu tiên nó không có lấy tiền nó bắt mình phải chuộc hết á không đợi của hỏi anh chó anh Trinh á anh chó nhỏ xong rồi khi ổng bị bắt trong xe thì animal control cũng lấy đó dưới hơn nữa anh chó này nó dữ quá đi thành ra nó không có cho mình chuộc đâu con này nó dữ lắm người lạ mà đi ngang là nó cắn à còn homeless chủ là homeless đi lại nhận á lần đầu tiên nó không có lấy tiền thì đó hỏi tính hỏi mượn Út Đen tiền đặng chuột đó mà Út Đen ngay lúc đó không có tiền nữa hỏi mượn mình đi lại không có mình nói mình chủ nó không homeless á nó không lấy đồng nào chứ chỉ làm thủ tục giấy tờ cho mình lấy ra thôi
Đây, còn sẵn nữa mà. Trời ơi, chế nữa chuẩn bị chạy. Này nghe, coi coi nha. Bái Phật này nghe. Trời ơi, ông nội ơi, chế vậy hả? Thành. Đốt gần như vậy, lỡ cái lửa nó lên, nó Phật chết á. Chứ cái Phật là em bay. Vậy đó hả? Đó, thấy không? Cái xăng mà. Cái Phật ghê lắm á. Hãy có nói chứ không có nói, lẩu lượt. Trời. Nó quậy ơi là quậy luôn kìa. Chứ đúng ra là đổ thùng nhớt là nó cháy. Cái thầy suốt ngày ở đây chứ cái thầy cũng không đi ra ngoài. Em không có đi đâu hết á. Em ở nhà. À, vậy luôn hả? Dạ. Ở vậy suốt. Vậy em ở nhà. Anh giúp dọn dẹp cái này. Vậy đó. Dạ, dạ. Rồi coi rồi, phim rồi. Trên điện thoại rồi vậy thôi. Dạ, xin thêm em lên online em coi you know, mấy cái job, mấy cái gì nó có. Coi cái này cái kia online vậy thôi. Dạ, coi có là việc làm hay gì không. Lần trước có interview mà em không đi tại vì nó sao á. Dạ. Cái này nó cháy nè. Giờ nó chịu cháy đó. Rồi ở nhà thôi chứ không đi đâu hết. Dạ không đi đâu hết, không gặp ai hết đó. Có anh đi thôi, anh đi vòng 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 đi mua thuốc, mua gì là anh chạy đi thôi. Ở nhà nó coi phim với lại con này đi nó là nó chạy theo. Ừ, phải canh. Phải có đứa nhà. Ừ. Chứ không có ai nhà là không được. Nhà nó phá lắm trời, lại nó nhận mình là thôi đi nó phá banh hết á. Giày dép gì nó lôi nó tha nó cắn. Trời mưa xin. Xin giá mang rồi thấy không? Rồi ban cái này xuống thì gì là đỡ rồi đó chứ. Không ban này xuống xin còn giữ nữa. Dạ. Vậy là chiều chưa có gì ăn? Chưa, giờ mới bắt đầu nướng quy xà ăn trước cái hả? Lát nữa mới lại kiếm đồ ăn. Ừ, cái này phải nướng lại. Nướng lại chứ nướng. Cô gan, cô khóc, cô gác lạnh lại. Nó giờ bắt đầu mới chịu cháy đó. Nó có cái nhớt vô nó mới cháy nổi. Cầm nước thì được nguyên đùi gà hồi nãy. Nó ăn gà không à? Ừ. Chó hả? Ừ, nó ăn nguyên đùi, nguyên đùi vậy đó. Đó, nó thấy hai ông đó đó. Nó thấy mẹ với nè, nhìn cái sủa. Trời ơi, người lạ nó sủa dữ lắm. Đúng rồi, mấy loại chó này trời ơi, ở nhà hàng hả, tới cửa thôi. Người ta tới cửa, ngoài không gì đâu mà tới cửa, tới mà đi ngoài đường thôi. Chưa có bước chân vô cửa nên là nó sủa gờn. Ừ, giống như nó dữ lắm. Rồi ai mà tới nhà một cái mà chó sủa không cũng nhức đầu dưới góc. Bốn con mà chưa đây nổi nhà hàng. Bốn con. Bốn con một cái sủa là chịu không nổi rồi. Nhà hàng bốn con đó, ông tưởng tượng đi, ai bước chân vô nhà được. Trước nhà nhỏ em anh trên này nè, nhà con dân á. Nó nuôi ba con chi hòa hòa không rồi. Trời ơi là thôi, ban ngày mình đi làm về, tối mình muốn ngủ mà miễn có khách lộn cái nó sủa cha mẹ. Nó sủa riết mà anh. Không được, không được, chó mà sủa cái này quá xong rồi. Vậy cuối cùng nó mua nhà nó phải cho từ chủ nhà đâu cho nuôi. Rồi có cháu nội có gọi đâu không? Gọi vậy phôn hư rồi, mới hư hai bữa nè. Chị phôn mới hư hai bữa nay. Bữa nay nè, con các chị ở bên thành phố nào chị? Ở bên thành phố gì đó? Ở tiểu bang nào đó? Thì Mạnh Thường Quân á, ta coi người ta thương, người ta dạ, chị cho con 150 với lại một cái sleeping bag. Dạ. Đi cò đó, đi cò giống như anh á. Ừ. Đi cò có tới ngày tò chứ. Trời ơi, không có cái gì đâu, cần gì phải đóng cho 400 mấy đồng bạc chi cho uổng tiền. Dòng cái check pass xin rồi thôi, đâu, đi xuống đi cò cái nó cho về thôi. Đâu? Cái check kịch đâu? Cái check kịch em cần giữ. Nó kêu em đi tới đâu đâu? Morgan Hill. Cái gì tới Morgan Hill dữ vậy? Morgan Hill là đi tòa. Nếu đi tòa ở dưới đó đó. Mà cái giấy là ở ngay đây nè, ở đường Heading. Heading là em phải lên đó. Thì bữa nào nếu mà thì đâu? Chị chở em lên đó, em cầm cái tờ giấy vô. Vậy em đi thẳng vô đó, em nói em là homeless. Việt Nam hả? Em không có tiền đóng, thà là em phải lên em trình, em nói như vậy. Dạ. Rồi cái chuyện đó là cái chiếc kịch lúc em đậu cái xe đó hồi nào? Em không biết nếu mà đậu xe em để phone để phone xuống đây tại vì sao quay phim thấy cái phone nó trong YouTube nó không cho. Nó thấy trespassing ở ở đây nè. Vậy đó hả? Trespassing ở đây nè, mình đi chỉ đi lên tòa là ông tòa không cho về thôi à. Như vậy em không có giấy đi tòa. Em có. Có giấy vậy thì em đi tòa chung ngày với anh luôn á. Vậy hả? Vậy thì em đi. Mẹ có xe không? Mẹ không có xe, mẹ đi làm á. Mẹ đi làm hả? Ấy mình tính nhờ hàng giúp chở giùm đi đi tòa sao?
Rồi từ ngày mấy? Ngày 30, 30 á. Cái tờ giấy anh còn 23 tháng 4 hả mà? 23 tháng 4, bữa nay là người mấy rồi? Ủa tháng 4 hay tháng 3? Tháng 4. Coi lại đi chị, để nhờ cô Hằng. Em lấy cái giấy em cho lại coi. 23 tháng 4. Không phải coi lại đi, coi phải nói trước với chị ngày nào, phải điện cho chị biết trước. Chính xác mới được. Dạ. Để chạy tò nữa bắt công nó thảy cái qua rừng xuống kỳ nữa. Luôn á Hằng ơi, em ráng giúp được cho nó đi Hằng ơi. Dạ đúng rồi, nó phải đi tòa còn không nếu mà. Mẹ đi làm về tới 4-5 giờ rồi. Thôi coi như là nó như con cháu rồi Hằng, ráng giúp giùm được chị nha Hằng. Dạ thì phải nói cho em biết trước cái ngày á. Dạ. Dạ. Bởi giờ chị nói nó hoài, chị nói là ráng giúp đi. Chị mẹ thấy trong YouTube của Hằng cũng tích cực lắm á, cũng giúp cho nhiều người lắm chứ không phải là không dạ. giúp đâu. Dạ. Nhưng mà con phải nói trước để cho người ta có cái hẹn. Đúng rồi, người ta phải biết đâu ngày đó người ta có hẹn với người khác á, cho nên em phải nói ngày. Rồi gần tới ngày em phải nhắc chị, để em phải cho gọi coi cho kỹ, gần ngày gọi cho em biết. Dạ. Lấy cái giấy ra coi đi rồi đưa cho cổ coi để cô xếp. Cái giấy đâu? Ok, để con lấy. Lấy giấy ra coi cho nó kỹ lưỡng đàng hoàng lại. Trời ơi, biết chữ mà thiệt luôn anh, biết chữ gì thiệt luôn á. Biết chữ, biết nghĩa, lớn lên đây nó còn giỏi tiếng Anh, giỏi chữ nghĩa hơn Hằng nữa. Hồi nhỏ không có đi học luôn nữa. Không biết chữ, biết nghĩa gì hết thì làm sao đọc. Đấy. Con. Biết hả? Thì ý nói gì nữa, thầy, nói ý nói thầy lớn lên ở đây chữ nghĩa nó tiếng Anh là, thì nó quá giỏi tiếng rồi tiếng Anh tiếng Ngu rồi nó giỏi hơn Hằng nữa chứ. Ừ, dạ. Ta lét mà nó vô ta lét mà nó quá giỏi rồi. Nó tại cái tật nó giống một già, nó ù lì rút một luôn. Dạ, ù lì. Vậy mà bây giờ nó đập. Bây giờ là nó bỏ coi như là hẳn luôn rồi đó. Giờ là không có còn lo cái vấn đề đó nữa. Nhưng mà nó đừng chơi kiến nhiều quá cũng mau không, không cũng không, không có nhiều luôn. Chơi kiến nhiều quá nó cũng khùng nha anh Thành. Thì lên chứ mẹ, phải lên chứ, đâu có ở dưới này hoài được. Thì con bởi phải con phải đi tò đây nè. Đi lấy cái bằng lái đi. Rồi cái xe của mẹ sẽ cho. Đó. Đúng rồi. Ví dụ giờ hai người lên có giấy tờ đàng hoàng, anh gì anh Thành lia cái đó rồi anh Thành mới ở trên bờ được. Anh mới tới tại vì ổng chưa có lia, ổng cứ nút rút ở dưới đây lên sợ cảnh sát bắt. Tới này là phải đi ra tòa cho nó lia. Đi tòa lia đi rồi đi lên mưa bờ hả, anh đi làm anh mướn phòng hai người ở dư sức mà. Bây giờ anh đi lên bờ anh cũng đâu còn ngại gì nữa. Nó đâu có bắt ở gì anh nữa tại em có giấy tờ rồi. Em coi đi, em coi ngày mấy. Dạ. Em cứ đọc em coi ngày mấy em nói cho chị biết. Để chị biết cái ngày thôi. Xin nó để đưa để trả cái tiền mà mình cần trả là ngày 9 tháng 4. Không cần tiền, không có cần cái khoản đó. Anh cái ngày tòa của ngày em. Ngày tòa ngày nào, vậy thôi. Cho nó chắc chắn. Cái này là mình phải gọi vô để mình lấy cái hẹn để tòa. Vậy tại vì gọi. nó không có cái ngày để cho tòa. Đúng rồi, nó kêu mình đi đóng tiền, mình không đóng thì mình phải gọi. Tại vì trespassing thôi, nó không có Mẹ thấy trong cái giấy nó để mấy trăm mà ngày 23 tây tháng 4 mà. Ngày 9 tây tháng 4 năm 2023. Thì tháng này mới có tháng 3. 2023 lần cái năm. Rồi tháng này mới tháng 3 phải không? Mới tháng 3. Rồi 9 tây tháng 4. 9 tây tháng 4. Ồ còn lâu mà. 9 tây tháng 4. Còn tháng nữa đó. Là cái đó em đọc kỹ hay phải đi vô tòa không? Chữ em còn giỏi hơn em, giỏi cái lắm case, mà. Cái case number, cái ngày mà bị là 25 tây tháng 1 đúng không? Ừ. Là cái ngày đó violation date nè. Ừ. Rồi nó để cái citation number là y chang như vậy á. Ừ. Violation date là sao? Là cái ngày mình bị cái ticket là ngày 25 tây tháng 1 đúng không? Ừ. 25 tháng 1 trong năm này luôn hả? Ừ, năm này. Mới đây nè. Ủa mới đây sao? Anh đi đó hai đứa bị lụt luôn. Hai đứa bị lụt. Là cái ticket đó là trespassing, tại vì con chỉ có bị cái trespassing, con không có bị gì khác. Trespassing không à? Anh cũng bị cái trespassing luôn đó. Vậy hả? Như vậy thì bây giờ lấy cái ngày trong đó nó ngày 9 hả? Ngày 9 tháng 4 là due date là mình phải trả. Due date em phải trả. Như vậy thì bây giờ em đi lên chỗ, cái chỗ này em phải trả đó, em nói. Rồi coi nó làm sao. Hướng dẫn. Nếu mà nó, tại vì nó nói là nếu mà có cái gì mình lên gọi cho online. À. Online rồi mình làm cái này, nó nói là mình có payment plan rồi đồ, nó cho mình làm trả. Bây giờ nè, em chỉ gọi trực tiếp lên syrup. Hỏi syrup nói bây giờ tao bị cái trespassing như vậy đó, nó cho tao ngày tò, mày check giùm tao coi. Là thằng xe đẹp nó sẽ chắc em cho có biết phone mà đúng rồi, em giỏi tiếng Anh đó, em cứ nói gọi tên, em nói trước họ đi của mình.
Rồi nói tiền thì nói giờ tao homeless, tao không có tiền thì làm sao? Nó miễn cho mình, nhưng mình phải đi tòa để tòa lia, biết không? Mấy anh xe đẹp không có nói vấn đề tiền. Chứ tại vì nếu mà mình muốn đi lên tòa, mình muốn có tòa là mình phải... Đây nè, nó để nè. Request a court appearance. Mình đi vô cái này rồi mình mới gửi cái này lên. Thì đó, ghi gửi đi. Rồi bên trên kia nó chuyển cái giấy về cho mình biết ngày nào chính xác ngày tòa. Thì ngày đó là mình đi tòa ra lên là ông tòa ông thả về, chứ không bắt, không có giữ gì hết. Chết bá sinh mà homeless mà làm sao mà tránh khỏi cái vấn đề chết. Tại sao mà chết bá sinh là sao tao không hiểu luôn đi. Chết bá sinh có nghĩa là mẹ biết không, cái chỗ này đó nó là cái khu vực cấm. Nó không cho mình ở, nhưng mà tại vì mình ở. Nó mới cho mình cái tội đó là chết bá sinh thôi. Là mình kiểu như mình ở mà lậu ở thí dụ vậy. Nó cũng không có tội gì hết, nói chung là miss đời. Em đi làm. Nhưng mà anh Thành có hỏi nó có phạt vậy không? Của anh Thành có. Của anh cũng bị chết bá sinh luôn. Nhưng mà có bị phạt tiền không? Thì cũng vậy thôi. Giấy thôi, chứ chưa phạt. Nó chưa có phạt, nó cũng đưa tờ giấy gì đó, cũng tờ giấy trắng giống vậy nè. Thì mình phải đi mình làm tới sao? Ngày đó đi tòa là mình đi một công hai ba chuyện luôn, đi cái tòa lên hỏi ông tòa luôn, làm tòa tự động muốn cho mình về thôi à. Thì để mình le đó. Tại vì cái chết bá sinh này nó đâu có xúc phạm tới ai đâu. Không, cái ngày tòa là anh có giấy thì là tòa đó của anh, Cà Thi chứ không đi vô không có được. Đúng rồi. Một người thôi, khi nào Cà Thi có cái ngày tòa giống cái ngày, như vậy. Cái tòa của anh là khác. Tòa anh khác. Một cái tòa chung với nó nữa. Tại vì cái tòa mà cái giấy nó để nếu mà mình muốn lên đó là ở Morgan Hill lần. Mà tại vì em không biết là sao tự nhiên nó của em thì nó gửi cái mail về cho em là nó giống như cái hồ sơ nó chuyển về bên đây. Trời ơi, Morgan Hill đó là cái chỗ đó là nó vấn đề là nó trafficking đó, nó nghĩa là mình chạy xe mà bị trái phép đó là nó phạt mình trên đó thôi. Chạy xe chởn hả? Đâu, bất cứ ở đây cũng vậy, mình chạy ví dụ như cái đường nhưng mà sao phải đưa lên Morgan Hill ta? Thì chỗ đó là cái chỗ nó cái office của nó mà. Mà tự nhiên của cái tòa đó là cái tòa nó chuyển về bên đây. Cái tòa đó là nó mới xử mấy cái vấn đề đó. Nhưng mà giờ của tùy là nó chuyển về trên này rồi phải không? Nó chuyển về trên này mà nó để nè. Nó để cái này, nó để là in-person services. Bây giờ nó không có available, nghĩa là mình muốn lên đó mình nói chuyện với tụi nó không có available cho mình nói chuyện bây giờ. Temporary unavailable. Không có cần, bởi vì cái này là do ông tòa ông quyết định chứ đâu phải tụi nó. Cho nên không. mình phải gặp ông tòa. Mình phải gọi lên hay là... Phải gọi. Một là mình gọi cho gặp ông tòa, hai là mình gọi siêu đẹp. Thứ ba nữa mình gọi cái thằng Slow Public Defender á. Mình phải gọi vô cái chỗ mà nó kêu mình gửi đi để đóng tiền á. Gọi thẳng trực tiếp lên xe đẹp là biết hết à. Là em nói giờ tao là homeless mà, tao đâu có tiền đâu. Bây giờ tao phải làm sao? Thì nó sẽ hướng dẫn tiếp mình làm cái gì. Ngày mai con gọi đi, ráng sức mà gọi đi. Cái đó em giỏi tiếng Anh, tiếng Nghĩa em gọi. Mai thứ tư rồi đó, mai thứ tư rồi, mai gọi đi. Ngày mai con gọi lên rồi con hỏi cho. Mai sáng trở khoảng 9 giờ bắt đầu gọi được đó, rồi. Nếu mà em muốn mà sau này mình đi làm mình không có bị mấy cái đó thì em phải lia đi, em gọi để em lia đi. Tại mình nói không có tiền nó lia cho mình hết à. Trời anh nói thiệt, với hàng chứ mấy cái này mà anh mà biết chữ là thôi đi. Anh lẹ lắm, lanh lắm, ý là không biết chữ mà còn lanh tới cỡ đó, chứ biết chữ nữa thì thôi đi. Không biết chữ mình đâu có nói gì được đâu, mình đâu có làm gì được. Nhiều khi cũng tức chứ. Chứ bây giờ mình nói mình homeless nó cũng biết mà, nó cũng biết mình homeless mà, tiền đâu đóng. Đại nhưng ơi. Mà cái luật của nó là phải vậy đó, thì mình phải gọi lên để mình le, mình làm gì đó chứ mình nín thinh không có được. Nín thinh cái nó chồng mình thêm cái tội nữa, mai mốt nó phạt mình gấp đôi. Chồng đó. Thì nó có chồng mình được rồi, nhưng mà con cái á là nó phạt mình gấp đôi lên nữa, tại nói cái cũ mình còn chưa giải quyết xong đó. Cho nên mình phải le đó đi. Rồi mai mốt thà là nếu như mấy người không có đi làm rồi luôn không sao, mà lỡ em lên bờ em có đi làm rồi này kia đó. Anh hồi năm vừa rồi anh không có đi tòa, thành ra nó sợ là cái warrant arrest nó rớt xuống rồi. Cho nên gặp cảnh sát thì anh chạy, chứ bây giờ thôi miễn đi. Đúng rồi, bây giờ anh phải đi cho lia cho nó xong đi. Giấy đi tòa lia rồi cho xong. Tại cái cây của anh nó đâu có gì đâu, mai cũng biết đi nợ thôi mà. Để mai mốt đi làm là không sợ. Anh cần phải đi, đừng lấy cái bằng lái. Với lại á, anh phải lia cái đó xong. Mai mốt mà anh có thằng con anh, tại vì làm giấy cho nó đi, hỏi người cha, người bảo lãnh nó là ai. Thì ví dụ là phải cái tên của anh đúng không? Đó. Chứ nó có cha khác lãnh cũng được, nhưng thua gì đâu. Đâu có đâu, phải có tên của người cha chứ. Như không, ví dụ mình đi xin về nhân đạo mà Mỹ nó cho thằng nhóc nó đi qua gì. Nhưng mà phải cái tên người cha là ai. Rồi cháy vậy đó. Cháy vậy kìa. Giờ chịu cháy vậy đó. Nó cửa ướt á, mà cuối cùng cũng cháy rồi đó ha.
có nhớt vô nó mới cháy nổi chứ không có nhớt kém nổi. Ủa xăng cháy không được ạ? À? Xăng nó cháy phực lên cái nó hết rồi. Còn nhớt thì nó thấm thấm nó cháy hoài vậy đó. Bởi lúc nào cũng phải để nhớt. Mày làm gì mày la hoài vậy mày? Mày đi vô nhà chưa? Đi vô chưa? Ủa ông nào ngồi ngoài vậy? Thằng Hải Nhũi. Hải Nhũi là ai vậy? Bạn. Ờ, Hải Nhũi. Nha. Đi vô nha. Trời ơi đốt cái lửa mà nãy giờ mà không có cái lửa để mà nướng được miếng pizza ăn thử. Giờ nó phải cháy hết cái này mới nướng được. Ừ. Cháy cho nó hết tầm than. Gì? Nó bên chỗ Bò Lùng kìa. Phương nào? Lắc lại mình đó. Phương Đen á ra tù rồi bữa kia kêu tôi chở đi tới trên phì lý hồ đang đi trình diện. À? Tôi nói trời ơi ông nội ơi tôi đâu có chạy phiêu quay xa như vậy. Tại tới phì lý hồ phiêu quay xa dữ lắm. Tôi đâu có đi được. Chết tôi. Ừ. Rồi tôi nói ông phải điện lên đó. Ông nói bây giờ tao là homeless. Tao không có tiền đi taxi lên tới đó. Mày chuyển về ở dưới San Jose cho tao. Thì đương nhiên ông biết mà. Ừ, rồi nói cái đó nó rành lắm. Ông còn rành hơn tôi nữa. Nó là vô tù ra coi như là liên tục mà. Thì đó, rồi ông nói ok, để ông làm. Anh em bật cái này, cái gì lên chưa? Chưa, để cho nó cháy. Phải có than mới được, chứ khói nhét sao ăn. Cái này nướng, khói này sao ăn. Cái này ăn nó bụng chết á. Quá trời, nó khói đang thừa lùi, đang ngòm nè. Rồi bà hỏi không biết ông đi vô đi hết bao lâu không biết. Nó đi như là mấy tháng à, hai cũng, tháng mấy rồi. Ừ, cũng mấy tháng gì đó, 2-3 tháng vậy đó. Mới qua đây đây nè. Nó khóc vô nhà nữa kìa. Mày đi ra ngoài. Mày lên chưa? Miêu, đây đi kêu kìa, đây đi kêu kìa. Ra biểu ơi. Miêu. Đây đi kêu kìa. Miêu. Lại lên thôi Miêu. Nó trốn rồi. Vậy mẹ có đi ấy cơm rồi cho đem cơm rồi hả? Dạ, hôm qua mẹ có đem cái omelet, cơm với omelet. Ờ. Cơm nữa chị ăn uống thì với này nói chung không có thiếu. Rồi, nói chứ ăn uống thì thư viện mỗi ngày rồi, phải không? Ừ. Đèn nó ngon ta, đèn nó được. Mà xài điện hao lắm. Xài nó xài pin hả? Ờ, chạc điện. Ừ, bữa nào kiếm cho anh cái. Trời ơi, mua 100 đồng cái. Cái gì mắc vậy? Amazon, ừ, mấy cái đèn này. Mua Amazon đồ để thằng đi quay phim mà lỡ tối không có đèn á. Ôi mắc quá. Ừ. Tưởng là rẻ rẻ. Gì? Đâu cả 100 đồng cái. Mày đi ra chỗ, mày ra chỗ mày nằm không mày? Nhưng mà anh này chạc điện, anh chạc điện xài. Xài được bao lâu? Nếu mà xài mờ mờ mình dặn lu lu thôi á, để mình có ánh sáng thôi thôi cũng xài được hơi chừng vài tiếng, 2-3 tiếng. Còn nếu mà dài sáng như vậy nặng chút xíu 1 tiếng đồng hồ hết trơn. Anh ở dưới này anh xài mình là cái đèn này thôi, còn muốn sáng nữa thì cái đèn khác. Nhiều lắm. Ờ, vậy cũng sáng rồi mấy ông tự chế điện. Ờ, tối nó cũng có mờ mờ để ngủ rồi phải không? Ừ, để ngủ là ngon lành. Còn đèn mà mình muốn pha thì cái đèn kia. Ừ. Đó, giống như cái này mà sạc mà để dành, giống như nửa đêm có chuyện gì nó gấp á là bật lên cái thì nó sáng liền thì được. Anh còn hai cây để chà pin đèn chạc nữa kìa. Ờ, chứ mà cái này mà anh xài suốt ngày suốt đêm đâu có điện đâu chịu nổi. Tại vì không chạc. Có ấy thôi, không chạc thôi chứ đừng đâu xài nhiều. Đúng rồi. Nhưng mà khi có cái chuyện gì mình có bật lên liền cho nó sáng thôi. Ừ, vậy thôi. Đó, cái mấy cái đèn này nè, hàng mua Amazon. Đèn này nó xài sensor. Ờ, cái đó sensor mặt trời hả? Ừ. Ừ, anh mua mấy loại năng lượng mặt trời đó. Đó, đèn mà phơi nắng thôi. Phơi nắng thôi. Chứ dưới đây mình đâu có chặt pin chặt đồ được. Ừ, còn không thì anh câu sợi dây ra, ghim vô trong cái này nè đó. Ghim vô vậy là nó sáng bừng lên hết rồi. Ghim vô bình? Ừ. Ờ. Câu dây ra thôi. Ờ, ở đây hình như là toàn là xài mấy cái bình ắc quy không vậy à. Không à. Ừ. Chứ không xài mấy cái đó thì tối thui á. Ừ. Anh có máy kìa chứ mà thôi tốn xăng quá không xài. Ờ, mấy đó phải đi mua xăng chạy phát điện. Ừ, mình tốn lắm. Ừ. Thế nào mình lấy được cái đường bằng sắt mình để lên nhanh hơn. Trời ơi, sẽ để từ từ thôi em. Mình còn đều mình, để từ từ đi. Em muốn lấy thì là chuyện là chỉ cho thì lấy ừ. dẫn, muốn dẫn thì dẫn lên thôi chứ gì đâu. Ừ. Thì chị nói chị order chị cho, chị nói vậy thôi chứ không biết chị order chưa hả không biết. Nhưng mà chị nói chị sẽ order một cái liều bự cho. Dạ. Đó. Mà chị gửi cho cái chị xin bác với lại như thường đó cũng cần kêu chỉ nhiều rồi. Ờ. Thì đó. Có gấp cái vấn đề liều mình có rồi. Còn cái liều thì tại vì chị thấy cái kem nó nhỏ nhỏ nè. Ừ. Như mùa mưa này. Cái này mà nếu mà anh không nói thêm cái khúc này với khúc này ra nữa nó còn nhỏ nữa. Ông nội ơi, khói à. Kìa mà. Ừ, để nó cháy hết cái khói đó mới được. Bắt đầu nó cháy lên rồi nó vậy á. Khói kinh khủng luôn.
Bữa nào kiếm cho anh cái phone không xài á. Phone không xài à? Ừ. Phone không xài là coi như không xài được rồi. Không có, còn bỏ sim vô á. À. Bỏ cái tại em toàn có sim. À, có phone, sim. Phone bây giờ trả không được nữa thôi. À, có sim nhưng mà không có cái phone. Ừ, cái sim thì em có. Giờ lấy sim bỏ qua là nó quá thôi. Sim anh bỏ qua nhưng mà sim anh không gọi, anh để lâu nó cũng không còn quớt đâu. Không, mới hư ngày hôm qua à. À, vậy hả? Ừ. Hôm qua giờ anh lột ra anh bỏ vô cái phone cho thì em phải gọi mỗi ngày, sim Obama đúng không? Thì của nó có rồi. Không, anh lột, anh gọi một ngày một lần, đúng thôi, sim nó khóa luôn, là số nó không xài được nữa. Không, cái sim của anh, sim đó lì lắm, sim đó là sim coi như là singular mà. À. Chứ đâu phải metro mà cũng không phải. Ủa, cái này lấy không được điện sao? Được tấm solar này có điện xài không? Có đó. Có chặt phone đó đó. Ồ, vậy hả? Ủa, lấy điện từ đây được hả? Đó, lấy từ đó anh đe đưa vô cái bình nè. Ồ, hay vậy. Bây giờ xài là nhờ cái đó đó. Này solar nè. Lấy điện năng lượng mặt trời á. Nổi ơi! Sớm nhà lại. Nổi! Để nó dạ. Ừ. Đó, cái khói kìa mà gút vô chổng mà chịu nổi hả? Tôi đứng trong tôi muốn ngợp đó. Trời ơi! Không, ở trong này thì nó không có khói, nó chỉ bay ra ngoài đó thôi. À. Đó, ở vậy nè. Cuộc sống à, nghèo nàn cơ cực như vậy mà thích kìa. Ê, còn trên nhà ông Hoàng khách tới đông quá ha. Coi Hoàng ngồi chảnh kìa. Trời ơi, cái nhà chảnh khách đông dữ à. Đón khách 24/4, còn nhà này có đón khách không Thành? Không. Ủa, nhà này là không bao giờ đón khách hả? Không có đón khách. Ồ, khách vô là chết liền, đi kha. Khách vô là đi chỗ khác đi. Tại chỗ này không có cái vụ lưu sô bu. Nơi đây là không đón khách. À, không có tiếp khách, đón khách gì hết. Không có tiếp khách. Khách quý thì được. Miễn bàn khách hàng Cali thì được. Còn khách mà như hàng Cali rồi thì ok. Khách cả hàng Cali rồi thì đó. Ừ, khách hàng Cali rồi thì ok liền. À. Hả? Hút đêm mía em có đây nè. Còn khách khác là không đó. Khách khác là miễn. Vậy hả? Ừ. Mà tôi thấy nhà ông Hoàng khách quá trời luôn, lúc nào khách trên đó là khách bài, khách xã không à. Ờ. À. Rồi nó lại nó bài cái này, nó bài cái kia đã nó bỏ lại nó đi. Khách kinh khủng khiếp luôn. Trời trời ừ. Ơi. Đó. Còn ông khách mía nữa nè. Khách mía. Khách mía tới nữa kìa. Cái đốt lửa cả buổi mà chưa nướng được cái bị xà ăn kìa. Rồi. Người đó đợi. À. Tại vì ướt đó nó có cháy đâu chứ này mùa hè trời đốt chút xíu là đầy trời cháy hết, cháy dữ luôn. Còn mùa này mà, mùa này mùa ướt củi lửa có đốt được đâu. Giữ đây chút đưa đựng dục. Đây lấy vô. Có mấy cây khô sơ xác nè, là hả? Nó ngã xuống là bắt đầu lấy củi đốt. Rồi nhiều lắm, biết bao nhiêu củi rồi. Ừ. Nhiều củi lắm á. Nhiều lắm á. Gì mày? Mày đừng làm tao giật mình á. Đó. Đó đâu rồi? Vô mẻo tay. Đó không biết hút thuốc tiếp rồi kìa. Hút bổ phổi mà. Hút đã luôn hả? Bổ phổi. Vậy là từ chiều giờ là hút đã luôn hả? Hả ông mé hút thuốc đã luôn phải không? Mấy điếu à. Cả nửa gói. Có nửa gói à. Đó, đi chiều giờ là hút mấy nửa gói cho mấy. Wow. Phải không? Đó, thấy không? Phải không anh Hùng? Con trai lắm. Dạ, yeah, hút cũng hút thuốc dữ lắm. À. Hút hồi nãy mà vừa lên xe mà đóng cửa bít bụng, thằng nói thằng nghe cái mùi ngọt quá rồi. Đi hết cái la xà đó luôn mà không nỡ gói thuốc sao được. Ô là trời. Vậy là nãy giờ lại đây ổng mấy điếu rồi? À, điếu là điếu thứ hai. Ô là trời. Bó tài luôn. Ok, thôi bây giờ thằng đi nha. Ok, em đang kêu thằng ơi. Rồi, trời ơi, nó cháy. Bỏ chân mới đi. Bỏ chân đó. Ừ, chừng nào bỏ chân thì thua. Ok, rồi, bye cái thì. Ok, đang kêu em hả? Ok, bye bye ha. Ok, anh Hùng. Thôi không. Khỏi, khỏi muốn chết luôn á. Khỏi muốn chết luôn. Khỏi muốn chết luôn á, cái củi nó ướt mà. Ừ. Củi nó ướt mà nó cháy được vậy là hay rồi. Ừ. Thôi không à. Ủa, đào cái bực này chi hả? Đó, đào lấp cái đống rác đó. À. Đào lấy đất đống, lấp đống rác đó đó. À, à. Quá trời rác mà. Yeah.
nghe ông cái gì, nghe ông Hoàng ở chảnh ông nói chuyện là nghe kìa. Trời, xe này là xe độ của ông Thành không? Ủa, vô hổm vô hổm thấy xe kia đâu rồi? Có mấy lần thằng dám ngồi gỡ ra hết rồi hả? Trời đất ơi, ngộ ha, lượm chiếc đầu này đầu kia ghép lại thành chiếc xe hả? À, lượm á, lượm cục này cục kia cục mà ghép lại thành xe được, hay thiệt. Hay thiệt. Bên đây chiếc thế nè. Ở bên đó ai dơ nói chuyện đó. Nhà đó là nhà bự, nhà bên đó khách sạn, có nhà lầu. Nhà lầu. Bên đó cái nhà lầu, nhà đó hơi bự. Nhà đó khách sạn. Ồ, người ta đi dọn kìa. Người ta đi bỏ, người ta dọn, mấy người đi nó đưa mấy người đi dọn rác ở trong này quá trời kìa anh Thành. Đó, nó đi dọn rác hình như là mấy người nó bắt đi lượm rác đi bộ quá. Cái kìa. Trời ơi, nó bắt đi lượm rác kìa, cái đó mấy cái người mà uống rượu rồi đi kia phạt đó. Đúng rồi. Đúng rồi, bắt đi lượm vậy đó. Ở ngoài đường hết rác lượm, nó bắt vô suối lượm. Với lại mấy người mà sắp mãn tù đó. Sắp mãn tù rồi đó. Đi ra ngoài lượm. Ở lại nữa. Ở lại còn lâu hơn. Đó, nó bắt đó. Ở ngoài đường hết rác rồi, giờ nó bắt vô suối lượm. Đi qua kia, bên kia quay kìa. Đi qua kia quay, mấy người đi lượm rác kìa.